Hello, xin chào cả nhà. Em Thanh Hóa ha. Em ở Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật. Em thuộc Cần Thơ nhưng mà cách trung tâm Cần Thơ tới 70 cây số lận. Dịch bệnh nó chưa tới đây được. Nói trời cũng khổ mấy người dịch quá ha quý khách. Hôm nay em đang xin phép gửi lời chúc sức khỏe tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em, bạn bè thân mến gần xa ha. Sức khỏe tràn đầy làm ăn phát tài phát đạt ha. Hiện giờ là 10 giờ 40 phút rồi. Làm đêm luôn quý khách ơi. Con này ngoại hình cũng còn đẹp, máy móc thì nguyên zin. Ok, hát hò chuẩn ha. Nó bị thiếu mấy cái nút gạt ở đây. Ha, con này nắp đầy đủ, hát ok. À, con này mình bán giá là 250 ngàn luôn nguồn nha quý khách. Hôm nay bán luôn, nguồn 5V á. Cái nguồn này mình chế ha, nhà mình sẽ đưa về nguồn giống gì nè, cho quý khách luôn 5V ha. À, hình ảnh qua video là sự thật nha. Nếu quý khách nào mà chốt hàng mà không đúng được quyền trả lại nha. Đó. Cái đây nút này nó hơi bị lúng. Rồi ok ha, đây mình test thử nha. Nè nó chạy nè ha, không có chạy. Rồi mình sẽ gắn tay phone qua nha. Tay phone đây. Bật âm ly lên. Rồi bấm nút play ha. Đây mời quý khách thưởng thức. Mấy dây này lỏng nè. Hát hò ok nha quý khách. Qua bảng. Rồi qua bảng 2. Mắt đập rất là mướt nha. Rồi em này em bán giá công khai là 250 ngàn nha. Quý khách cô chú anh chị em nào mà thật sự có nhu cầu thì liên hệ qua Zalo, Facebook, YouTube hay cho tốt giùm em ha. Qua số điện thoại 0939 396 480. Rồi ha, một lần nữa em cảm ơn tất cả các quý khách, cô chú, anh chị em đã quan tâm theo dõi sản phẩm của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn rất nhiều.